Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Nhung để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn ha. Một lô mai rất là đẹp, quá xá đẹp luôn. Thái cành cũng quá xá ha. Rồi, chào Nhung. Dạ em chào anh. Dạ con kính chào cô chú mình đam mê mai vàng trên mọi miền đất nước ha. Thì hôm nay con cũng xin giao lưu cùng cô chú anh chị mình một lô mai vàng dảo lá gai, bông từ 6 tới 12 cánh. Hình thức bán của con là bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn. Đây mình vào cây số 1 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 1. Dạ, mã số 1 chiều cao là 61. Rồi, CC. Rồi, đó hoành luôn, báo luôn. Dạ, hoành là 16 đúng luôn cô chú anh chị. Cái điều bốn mặt luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đi em? Dạ, mã số 1 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá 800 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 2 luôn. Dạ, mã số 2 chiều cao là 51. Dạ, hoành thân là 14 luôn cô chú anh chị. Vậy, dáng không lão ha. Dạ. Rồi, giao lưu nhiêu đi em? Dạ, mã số 2 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Mã số 3. Dạ, mã số 3 chiều cao là 35. Hoành. Dạ, hoành 14. Em đo cái hoành cũ, cái cũ luôn ha. Dạ, hoành cũ là 23 nha cô chú anh chị. Rồi, xe xe. Lượng luôn. Đó, cái cũ nữa đó. Cũ rất là đẹp. Rồi, giao lưu nhiêu đi? Dạ, mã số 3 này em xin giao lưu giá là 450. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 4 luôn. Dạ, mã số 4 chiều cao là 71. Rồi. Dạ, hoành thân là 19 luôn cô chú anh chị. Rồi, CC, tay cành cũng quá dạ. Xá đây. Đế đều luôn cô chú. Vô anh chị. Đế luôn. Rồi, mã số 4 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá là 800 ngàn. Rồi, xuống cây. Mã số 5. Dạ, mã số 5 này chiều cao là 54. Hoành. Dạ, hoành thân là 19 đúng luôn. Rồi, xe xe em nói luôn. Vô đế luôn. Rồi, mã số 5 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá 700 ngàn. Rồi, xuống cây. Cây số 6. Dạ, mã số 6 chiều cao là 58. Rồi. Dạ, hoành thân là 17 có hơn nha cô chú anh chị. Rồi, xe xe. Rồi vô đế luôn. Hai vị trí này em nó bị chốc lớp da trong khi em vận chuyển mà em đã chắc em xử lý cho mình hết rồi ha cô chú anh chị ha. Yên tâm. Rồi mã số 6 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá là 700 ngàn. Rồi xuống cây. Thôi sống một chiếc toàn quốc cho mình luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là mã số 7. Dạ mã số 7 chiều cao là 67. Rồi. Dạ hoành thân là 15 đúng luôn. Rồi xe xe. Tay cành đều. Rồi để luôn ha. Rồi cây mã số 7 này em xin giao lưu giá là 550. Rồi xuống cây. Dạ tiếp theo là mã số 8, chiều cao là 57. Dạ hoành thân là 14 có hơn nha cô chú anh chị. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã số 8 này em xin giao lưu giá 8 giá 550 luôn cô chú anh chị. Rồi, dạ. Xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã số 9. Số 9. Dạ, số 9 này chiều cao là 55. Dạ, hoành thân 18 đúng luôn. Rồi, xe xe. Chân chống chân chịu đầy đủ luôn cô chú anh chị ơi. Để trải đều bốn mặt. Tay cầm đầy đủ. Rồi, mã số 9 này em xin giao lưu giá 800 ngàn. Rồi, xuống cây. Dạ, tiếp theo là mã số 10. Dạ, chiều cao là 54. Dạ, hoành thân là 16 rưỡi luôn cô chú anh chị. Rồi, xe xe. Vô đế luôn. Để quá xa đế ha. Dạ. Rồi, mã số 10 này em giao lưu giá 800 ngàn. Rồi, xuống cây.
theo mã số 11, chiều cao 69, dạ hoành thân là 17. Rồi, xay xay luôn. Rồi, vô đế nó luôn. Biết luôn cô chú anh chị. Lực ha. Dạ. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã 11 nè, em giao lưu giá là 1 triệu. Rồi, xuống cây. Mã 12. Lực ha cô chú anh chị ha. Mã 12 chiều cao 66. Rồi, 66. Dạ, hoành thân 19 đúng luôn cô chú anh chị. Rồi, xay xay. Để nơm lên cho cô chú anh chị ha. Sức khỏe đấy ha. Dạ. Rất là rồi, giao lưu nhiêu đêm? Dạ, mã 12 này em xin giao lưu giá là 1 triệu tư. Rồi, triệu tư, rồi, xuống cây. Mã 13 luôn cô chú anh chị. Rồi, 13. Dạ, chiều cao 62. Dạ, hoành là 19. Rồi, xay xay luôn. Đấy đều tứ diện luôn cô chú anh chị ơi. Đây, cành đều luôn. Rồi, mã 13 này em giao lưu giá là 1.300.000 luôn. Rồi, xuống cây. Dạ, mã 14 chiều cao là 90. Dạ, hoành thân 20. Rồi, xay xay luôn. Cũng nở luôn cho chú anh chị ha. Cây bung mầm hết rồi hen cô chú anh chị ha. Rồi, để đây. Cộng lực luôn. Dạ, mã 14 này em xin giao lưu cô chú anh chị giá là 1.500.000. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 15. Dạ, mã số 15 chiều cao là 1m17. Rồi. Dạ, hoành thân là 19 có hơn cô chú anh chị. Rồi, xay xay luôn. Rất là đều luôn cô chú anh chị. Rồi, để nó đây. Đế cũng đều luôn, mặt nào cũng có đế lực luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, cây mã số 15 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá là 1.500.000. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã số 16. 16 cao. Dạ, mã số 16 này chiều cao là 1m3. Rồi, dạ, hoành là 19. 19, rồi, xay xay luôn. Tại cành quá xá ha. Rất là đều luôn. Vị này em, vị trí này em nó cũng xù luôn cô chú anh chị ha. Đây, trái, trái cục này. Rồi, xuống đế luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã 16 này em giao lưu giá là 1.700.000. Rồi, 1.700.000 ha. Nãy cũng quên coi cái đây nè quý vị. Đây cũng nổi sần lên dữ ha. Rồi, xuống cây. Rồi, em lên mã 17 luôn cô chú anh chị ơi. Em dán trực. Đều. Rồi, mã số 17. Dạ, chiều cao là 1m28 luôn. Rồi, 1m28 cao. Một dòng luôn. Cây xịt tược hết ha, cô chú anh chị mình yên tâm ha. Đây, hoành thân. Dạ, hoành thân là 22 luôn, cô chú anh chị. Rồi, để xè bốn mặt luôn. Tay cành cũng xè luôn. Rồi, mã 17 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá là 2 triệu. Rồi, xuống cây. Dạ, tiếp theo là cây mã số 18. Dạ, chiều cao là 54. Dạ, hoành thân là 22 có hơn của chú anh chị. Rồi, xay xay luôn ha. Cây này cũng rất là lực luôn của chú anh chị. Rồi, cây mã số 18 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá là 1.200.000. Rồi, xuống cây.
19 luôn. 19. Dạ, chiều cao là 90. Dạ, hoành thân là 22 hơn 23. Rồi, xoay xoay luôn. Thấy cành cũng đều quá nè. Rồi, để đúng đây à. Rất là lực luôn. Rồi, mã 19 này em xin giao lưu giá là 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã số 20. 20. Dạ, chiều cao là 64. Dạ, hoành thân là 20. Rồi, xe xe luôn. Cây này lực quá cô chú anh chị. Cái bị đế hết nói luôn. Rồi, giao lưu như dạ, em. Dạ, mã 20 này em xin giao lưu giá là 1,5 triệu luôn cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 21, chiều cao 75. Hoành. Dạ, hoành là 20 luôn. Rồi, xoay xoay luôn. Dán lắc lắc luôn. Để em ngó luôn. Đó. Cũng khiếp luôn hen cô chú anh chị ha. Rồi, mã 21 này em giao lưu giá là 1,4 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 22 chiều cao là 1,2 m. Dạ, hoành là 21 có hơn, 22 yếu. Rồi, tay cành đều luôn. Đế thì rất là lực luôn cô chú anh chị ơi. Chống chịu đồ đầy đủ hết luôn. Đế đẹp ha. Dạ. Tay cành cũng đẹp. Rồi, mã 22 này em xin giao lưu giá là 2,2 triệu luôn. Rồi, xuống cây. 23. Rồi, mã số 23 chiều cao là 1,13 m. Dạ, hoành thân 20. Rồi, 20 hoành. Tay cành cũng quá xá. Đế cũng bốn mặt luôn cô chú anh chị. Tứ diện. Rồi, mã 23 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá là 1,7 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 24, chiều cao là 1,07 m. Dạ, hoành thân là 18 có hơn, 19 yếu. Rồi, để đây. Ồ, quá xa đế luôn. Lùi luôn cô chú anh chị. Tay cành cũng đẹp luôn nè. Rồi, giao lưu như đây em. Dạ, mã 24 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá là 1,5 triệu. Rồi, xuống cây. Dạ, mã số 25 chiều cao là 98. Rồi. Dạ, hoành thân là 18. Rồi, xoay xoay. Để đây. Chấm như chịu đầy đủ ha cô chú anh chị ha. Quá xá luôn. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã 25 này em xin giao lưu cùng cô chú anh chị giá là 1,5 triệu luôn. Bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn nha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 26. Dạ, chiều cao là 92. Dạ, hoành thân 18 đúng luôn. Rồi, xe xe luôn. Đây rất là mạnh tay luôn của chú anh chị ha. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 26 này em xin giao lưu giá là 1,6 triệu. Rồi, xuống cây. Dạ, mã 27 chiều cao là 1,17 m. Dạ, hoành là 25 hơn. Để luôn. À, để còn nào to to ha. Dạ, rất là lớn. Ở trong còn lớp nữa ha. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 27 này em xin giao lưu giá là 1,7 triệu. Rồi, xuống cây.
em lên mã 28 luôn cô chú chị ơi. 28. Dạ mã 28 này chiều cao là 1m06. Dạ hoành thân là 19 luôn. Tay cành đều luôn. Đây. Đó, tay cành cũng xè xè ha. Trong mấy cái nách bung 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 trơn ha. Để nách nó. Nứt nách. Rồi để nè, cận cảnh quý vị xem kỹ nha. Đó, cộng cũng to to ha. Tay cành thì lực nè. Rồi, giá luôn như dạ, đem. Mã 28 em xin giao lưu giá là 1.600.000. Rồi, đây cũng là cây cuối clip ngày hôm nay của con luôn ha cô chú anh chị. À, con cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ con ha. Con kính mong cô chú tiếp tục ủng hộ con để con giao lưu thành công lô này ha. Con xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo Nhung nha quý vị. Quý vị xem nếu chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi, xin chào hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.